Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, kính lễ Kỳ Tôn Thiên Đức Tăng, kính lễ Lời Đức Phật Thạnh, kính chào cô tu nữ nhiều pháp, kính chào Kỳ Thiên Nam Tiên Nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 174. Mà ý nghĩa của Phật ngôn này thì quý vị cứ thảo luận, quý vị cứ học ha, tùy theo cái khả năng của mình. Với cái bài học câu Phật ngôn 174 thì hôm nay quý vị tự xử, chúng tôi cũng bận công việc, thì mong quý vị thông cảm ha. Rồi Huỳnh Chánh Ngộ, hôm nay là giờ của Huỳnh Chánh Ngộ ha. Huỳnh Chánh Ngộ thể hiện như thế nào để trong đạo tràng của chúng ta cùng sinh hoạt câu Phật ngôn này ha. Rồi mời Huỳnh Chánh Ngộ nha, quý vị quan hỷ ha. Rồi xin mời Huỳnh Chánh Ngộ và quý vị cùng sinh hoạt câu Phật ngôn này. Xin mời Huỳnh Chánh Ngộ đi. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Con kính lễ chư tăng với cô tu nữ. Xin chào quý vị đạo hữu. Mấy bữa nay đi câu kinh pháp cú, học câu kinh pháp cú con cũng đâu có theo dõi hết đâu. Sư giao câu 174 này giờ con cũng biết sinh hoạt sao. Con xin phép đọc câu pháp cú rồi phân tích truyền âm đoạn âm, sau đó con lên mạng tìm cái văn sự này đọc sao rồi mới chia sẻ tiếp được, chứ còn nhìn kinh Pali rồi bản dịch ngắn gọn thế này thì mình nói thì nó lại lung tung. Con xin phép đọc câu kinh pháp cú 174. Antaphuto ayang kolo tanuketa vipassati sakuno yalamuto apo sakga yagacchati. Câu số 1. An ta phu to a yang ko lo. An là trường âm nhấn, tha là đoạn âm, phu to là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ko lo ko, lo ko là hai trường âm thông thường. Tá nú hai đoạn âm, kết là trường âm nhấn, thá quý là hai đoạn âm, pas là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. An ta phu to a yang lo ko ta nú kết tha quý pas xá tí. Câu số 3. Xá cu nô ya la mu to wa. Xá cú là hai đoạn âm, nô là trường âm thông thường, gia là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm. Câu số 4. Áp bô sát gà giá gà chá tí. Áp là trường âm nhấn, bô là trường âm thông thường, sát là trường âm nhấn, gà là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, gas là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Câu 3, câu 4 là sa cu no cha la mu to wa a po sa ga ya ga cha tí. Con xin đọc lại câu 174 lần nữa.
antapho to ayang loko tanuket tavipasati sakuno ya lamuto wa apo saga yaga chati. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con kính mời quý vị đạo hữu giơ bàn tay lên đọc bộ kinh Pháp Cú. Không có sư thì chúng ta tự đọc, phân tích, tự giúp nhau sửa lỗi. Sau đó mình mới tìm hiểu bài kinh rồi chia sẻ gì sau. Dạ, con xin xuống mic, con kính nhường mic lại cho quý vị đạo hữu. Đọc bài kinh Pháp Cú số 174. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn Dung Phạm, cô Kim, Quỳnh Chánh Ngộ cho biết đã nghe được âm thanh tốt. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Phước Thạnh cùng với quý sư, và con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 174. Dạ, con cũng đọc và phân tích rồi đọc lời dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, và kệ cũng theo cái trình tự cũng như có sư ở trong room. Dạ, con cũng làm theo y như vậy. Dạ, con xin đọc ạ. Anh tha phù tô a yang lô cô ta nu kê tha vi sa ti sa cu nô cha la mu tô wa ap bồ sắc ga ya gắt cha ti. Dạ, con xin phân tích. Anh là trường âm nhận, tha đoạn âm, phu tô là hai trường âm thông thường, á đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô cô là hai trường âm thông thường, tá nú là hai đoạn âm, các trường âm nhấn, thá đoạn âm, quý đoạn âm, bát trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm. Anh tha phụ tô a văn lô cô ta nú kê tha quý bát xá tí. Dạ, câu 3 và câu 4. Xá đoạn âm, cú đoạn âm, nô, cha là hai trường âm thông thường, lá đoạn âm, muốt trường âm nhấn, tô trường âm thường, quá đoạn âm, ấp trường âm nhấn, bô trường âm thông thường, sắc trường âm nhấn, ga trường âm thông thường, giá đoạn âm, gắt trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Sa cu nô cha la vua tô quá ấp bồ sắc gà gia gắt cha ti. Con đọc lại từ đầu. Anh tha phù tô a văn lô cô ta nu ke tha vi bát sa ti sa cu nô cha la vua tô quá ấp bồ sắc gà gia gắt cha ti. Anh tha phụ tô a văn lô cô ta nu ke tha vi bát sa ti sa cu nô cha la vút cha la mút tô quá ấp bồ sắc gà gia gác cha ti. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Anh tha phu tô a văn ca a văn lô cô ta nu kết tha vi bát sa ti sa cu nô cha la mu tô a ấp bồ sắc ga
Dạ gắt cha tì anh tha phu tô a văn lô cô ta nô kết tha quy bát sa tì sa cu nô cha la mút tô wa ấp bô sắc gia gia gắt cha tì. Dạ con đã đọc xong hoặc kệ xong, có chỗ nào sai sót thì xin quý sư, quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Dạ con mời vị kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, sư Phước Thạnh, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Quý vị có nghe âm thanh rõ không ạ? Có mình cô Nhung Phạm nghe rõ thì Quynh Tính Hộ nghe, Hạnh Kiểm nghe, rồi ba người chắc rõ rồi. Chàng bé ơi chết chắc rồi. Quynh Tính Hộ ơi, thi giao cho Quynh Tính Nữ điều khiển nghe. Mời quý vị lên trả bài, rồi mời quý vị lên chia sẻ âm thanh nữa. Cảm ơn Vô Thanh nữa. Vô Thanh, Vô Thánh, Vô Thành, Vô Thạnh, Vô Thảnh. Cũng nghe vậy là nhiều người nghe âm thanh rõ rồi ha. Chết chắc nữa rồi. Quynh Tránh Nội dám làm việc cho giỏi nha, không có được bán cái cho người khác nha. Thầy giờ để trả bài đi. Hồi nãy nghe sư ho hen mà sư còn đi nữa, chắc đi coi thầy thuốc đó. Nghe âm thanh hồi nãy, nghe âm thanh của cô Mít Cà thì cũng đứt khoảng. Không biết âm thanh âm quý vị nghe âm thanh là của tôi là liên tục rõ ràng phải không? Cho tín hiệu lại đi, xin cảm ơn. Để trả bài cho nó nghe rõ ràng. Ơi, bữa nay không thấy pháp nguồn Lào Cai, pháp nguồn Lào Cai không vô nữa, mất bận quá rồi. Dạ cảm ơn cô Mít Càng nghe rõ. Vậy hai người nghe rõ liên tục vậy là tốt rồi. Hạnh Kiểm nữa. Rồi, trả bài, cảm ơn. Xà thú. Ô Thanh nữa, ôi, nghe rõ quá rồi. Thôi bây giờ để trả bài cho rồi. Dạ con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 174 à. Không cần phát bài lên đâu, chữ trong iPhone nhỏ lắm, mình đọc không có rõ đâu. Mình đọc trong cuốn sách của mình đó, viết chữ bự hơn, đọc cho nó rõ ràng hơn, thấy nơi mọi người rõ ràng hơn. Già rồi, mắt mờ, tai biết rồi, già nhằn nhèo xấu xí gì người, không biết từng nào mai nhiều đi nữa đó. Về trả bài đi. Ok, trả bài Kinh Pháp Cú 174. Anh tha bù tô a dằn lô cô ta nút khép tha vi tha sa ti sa khu nô cha la múc tô quá áp bồ sắc già giá chắc cha ti sắc già giá chắc đặt lưỡng lần nữa. Anh tha bù tô a dằn lô cô ta nút khép tha vi tha sa ti sa khu nô cha la múc tô quá áp bồ sắc già giá chắc cha ti. Ê, phân tích câu 1 và câu 2. Nhưng Thảm lúc này cũng vui vẻ giống cô Kim rồi đó, lúc nào cũng nghe văn cười cho nè. Cười nó vui lắm, chứ mặt u sầu chán dữ lắm. Người ta nhìn người ta cũng chán, mà mình nhìn cái mặt mình cái nhăn nhăn nhó nhó dùng kiếm cũng chán nữa, huống chi người khác chán. Cười lên cái là vui vẻ nhất đó. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Câu phân tích câu số 1. Anh trường âm nhắn, thá đoạn âm, khu tô hai trường âm thông thường, á đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô cô hai trường âm thông thường. Phân tích câu số 2. Tá nú hai đoạn âm, khép trường âm ngắn, thá quý hai đoạn âm, thát trường âm ngắn, xá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2 rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Anh tha bù tô a dằn lô cô ta nút khét tha quý tha sa tí sa khu nô cha la múc tô quá áp bồ sắc gà giác gắt. Đọc lại một lần nữa đi, cho nó giỏi vàng. Anh tha bù tô a dằn lô cô ta nút khét tha quý tha sa tí sa khu nô cha la múc tô quá áp bồ sắc
dài giác gắt cha ti. Phân tích câu số 3. Xá khú hai đoạn âm, nô cha hai trường âm thông thường, lá đoạn âm, múc trường âm ngắn, tô trường âm thông thường, quá đoạn âm. Câu cuối cùng là câu số 4. Áp trường âm ngắn, bồ trường âm thông thường, sắc trường âm ngắn, ga trường âm thông thường, giá đoạn âm, gắt trường âm ngắn, chá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Sakuno cha la mút tô quá áp bồ sắc và giá gắt chá tí. Tha bù tô a dằn lô cô ta nút khét tha quý phát. Satu sakuno cha la mút tô quá áp bồ sắc và giá gắt chá tí. Anh tha bù thô a dằn lô cô ta nút khét tha quý phát. Satu sakuno cha la mút tô quá áp bồ sắc và giá gắt chá tí. Anh tha bu tô a dăng lô cô ta nục khe tha vi pha sa ti sa ku nô cha la múc tô wa a po sắc ga ya gắt cha ti. Anh tha bu tô a dăng lô cô ta nục khe tha vi pha sa ti sa ku nô cha la múc tô wa a po sắc ga ya gắt cha ti. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú 174, thư đi mất tiêu rồi. Nhưng mà anyway, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử trong đạo tràng, tôi có đọc cái gì sai á, xin cho biết để mà chỉnh sửa. Cảm ơn quý vị và cảm ơn quý vị đã cho bông hoa cùng vỗ tay vỗ chân. Mình già kỵ cũng đỡ rồi, không biết người nào tới nữa. Và xin kính mời quý vị kế tiếp nha. Chúc quý vị được an vui và mạnh khỏe đó nha, được may mắn nữa. Dạ, sa thú cô Kim ạ. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Mai á, Nam mô Sang Khai á. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Sư Phước Thạnh. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Dạ, con xin cảm ơn cô Metta, cô Võ Thanh, cô Kim, cô Hạnh Kiểm đã cho biết tín hiệu âm thanh nghe rõ. Con xin ôn bài câu Pháp Cú 174 ạ. Ăn tháp bút ăn tháp phù tô á yằng lô cô ta núp kết tha vi pa sa ti sa cu nô cha la mút tô wa áp bồ sa ga ya gác cha ti. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phân tích câu 174 ạ. Ăn trường âm nhấn, thá đoạn âm, phu tô hai trường âm thông thường, á đoạn âm, yăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô cô hai trường âm thông thường, tá đoạn âm, nú đoạn âm, kép trường âm nhấn, thá đoạn âm, quý đoạn âm, pass trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, xá đoạn âm, cú đoạn âm, nô trường âm thông thường, cha trường âm thông thường, lá đoạn âm, mút trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, khóa đoạn âm, áp trường âm nhấn, bô trường âm thông thường, xá sắc trường âm nhấn, ga trường âm thông thường, nhá đoạn âm, gắc trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Con dạy câu 174.
ăn tha phu tô a yam lô cô ta đu kê tha huy pa sa ti sa cu đô cha la mu tô wa a po sa ga ya gắng cha ti. Dạ con đã ôn bài xong ạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ con, dạ con xin mời huynh đạo huynh ạ, mời cô Hạnh Kiểm ạ. Dạ vâng ạ. Dạ Nam Mô Ân Đức Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ Ân Đức Phật, con kính đảnh lễ Ân Đức Pháp, con kính đảnh lễ Ân Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ con xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ giờ này con có con bận mà con nghe đạo tràng im lặng con chạy viết vô. Dạ con đọc câu kinh Pháp Cú 174. Anh tha phù tù a dần lô cô ta nu kết tha vi bát sa ti sàng cụ nô cha la mút tù wa ấp bồ sắc gà gia gắt cha ti. Anh tha phù tù a dần lô cô kết tha vi bát sa ti sắc cụ nô cha la mút tù wa ấp bồ sắc gà gia gắt cha ti. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Anh trường âm nhấn thá đoạn âm phù tô hai trường âm thông thường á đoạn âm văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm lô cô hai trường âm thông thường tá nú hai đoạn âm két trường âm nhấn thá quý hai đoạn âm bát trường âm nhấn xá tý hai đoạn âm. Anh tha phù tô a dần lô cô ta nú kết tha vi bát sa ti. Dạ con phân tích tiếp câu 3, câu 4. Xá cú hai đoạn âm nô cha hai trường âm thông thường lá đoạn âm mút trường âm nhấn tô trường âm thông thường quá đoạn âm ấp trường âm nhấn bô trường âm thông thường sắc trường âm nhấn ga trường âm thông thường giá đoạn âm gắt trường âm nhấn chá tý hai đoạn âm sắc cú nô cha la mút tù quá ấp bồ sắc gà gia gắt chá tý. Dạ con đọc lại từ đầu. An tha phù tô a dằng lô cô ta nu kết tha vi bát sa ti sa cu nô cha la mút tô wa ấp bồ sắc gà gia gắt cha ti. An tha phù tô a dằng lô cô ta nu kết tha vi bát sa ti sa cu nô cha la mút tô wa ấp bồ sắc gà gia gắt cha ti. Dạ con xin kệ. An tha vô tô a dân lô cô ta nô kết tha vi bát sa ti sa cô nô sa la mút tô wa a pô sẵn ga ga ya gát ti. An tha vô tô a dân lô cô ta nô kết tha vi bát sa ti sa cụ nô cha là một tù hòa à, phù sẵn ga và gạt cha tìm.
Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đọc phân tích và kể xong, con có chỗ nào sai con xin quý sư, quý cô tu nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con ạ. Dạ, bữa nay sư không có dạy. Con xin nhất là cô Mách Ta với cô Kim, dạ, xin hai cô ở lại đạo tràng, đừng có người rời đạo tràng nha cô, để hỗ trợ hậu thuẫn cho huynh chánh ngộ ấy. Cô Kim cười, dạ cô đừng có bỏ đạo tràng với Phật tử tụi con nha cô. Dạ con xin gửi mất tay cho đạo tràng, xin mời vị tiếp theo ạ. Alo, dạ, 123, 123. Dạ, cảm ơn cô Nhung Phạm, kính cảm ơn cô Meta cho biết tín hiệu. Dạ, cảm ơn huynh chánh ngộ. Xin trước hết xin đảnh lễ bà ngôi Tam Bảo, kính lễ ngài Trí Đức, kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Kính chào quý bà quý cô, kính chào quý chư Phật tử. Dạ, hôm nay thấy cái room rất là yên ắng phải không quý vị? Dạ, dạ. Trước hết chúng tôi cũng rất là tán thán huynh chánh ngộ. Dạ. Làm lớp trưởng rất là tốt. Dạ. Vì lâu quá cũng không nghe sư cô Như Pháp tu rồi nè, thấy yên ắng quá. Lâu lâu cũng xin kính mời cô lên đạo tràng nói vài lời chia sẻ về kinh nghiệm tu tập của cô. Dạ, lâu quá cũng rất là cũng nhớ đến cô. Dạ. Cô Kim nữa, quý vị thấy cô Kim rất là vui vẻ phải không ạ? Rất là trẻ trung. Chúng ta nên bắt chước cái tinh thần lạc quan của cô. Dạ. Dạ. Thì lâu quá đâu huynh không có ghé thăm đạo tràng, hôm nay là cũng một cái duyên lành. Thử là cũng xin lên đây nói ít lời để mà hỏi thăm mọi người. Dạ. Chúc mọi người trong chúng ta ai nấy đều mạnh khỏe hết, thân tâm an lạc, tu học tinh tấn mỗi ngày. Dạ. Và giờ đây cũng đạo huynh cũng xin kính đọc kinh Pháp Cú hôm nay. Dạ. Pháp Cú lâu quá thì không đọc thì quý vị hoan hỷ ha. Có chỗ nào mà sai sót thì xin quý vị cứ chỉnh sửa đạo huynh. Câu Pháp Cú Phật Ngôn 174. An tha phu tô á văn lô cô. An tha phu tô á văn lô cô. Thì đạo huynh phân tích từng câu đây ha. Phân tích từng câu này. Cầm chạp này. Chữ anh là trường âm nhấn, thá là trường âm nhấn, hai trường âm nhấn ha, phu tô là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, dân là trường âm đọc dần dân âm, lô cô là hai trường âm, tá nút kết thá quý bách xá tí. Tá là đoạn âm, nút là nú là đoạn âm luôn, hai đoạn âm. Chết là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, quý là đoạn âm. Bát là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. An thá phu tô á văn lô cô ta ta nú chết tha quý bát xá tí. Rồi câu 3, câu 4 là sát cú nô cha la mút tô quá áp bô sắc ga giá gấp chá tí.
xá là đoạn âm, cú là đoạn âm, nô là đường âm thông thường, gia là đường âm thông thường, lá là đoạn âm, mút là đường âm nhấn, thô là đường âm thường, quá là đoạn âm, áp là đường âm nhấn, cô là đường âm thông thường, xác là đường âm nhấn, ga là đường âm thông thường, giá là đoạn âm, gách là giá là tí là đoạn âm. An tha phu tô, an tha phu tô, a yang lô cô ta nút kết ta, quy bắt sát tí sát cú nô, cha la mút tô, quá áp bồ sát gà gia gắt cha tí. Dạ, hôn xin kể ha, xin phép kể. An tha phu tô a yang lô cô ta nuk chết ta vi ba sa ti sa ku no cha la mut tho wa ap bo sak ga ya gat cha ti. Và thượng tọa Thích Minh Châu đã chuyển qua tiếng Việt là đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Và cái câu này cũng nhắc nhở cho mọi người chúng ta thấy là đi theo con đường Phật đạo rất là khó, ít người theo được ha. Thành thử cũng nhân đây là huynh xin chúc mọi người ráng tu học tinh tấn nha, để sớm đạt quả cao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần nữa là đạo huynh xin kính tri ân đạo tràng và xin nhường đích lại cho người khác, biết còn ai nữa không. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Hình như là thấy sắp nguồn Lào Cai mới vô lớp á. Chào cô, thì bây giờ chắc cô là chưa đọc kinh ha. Chúng tôi xin mời cô đọc kinh, đọc kệ, chia sẻ cái câu này ha. Tại hôm nay là sư Trí Đức hình như là cũng không được khỏe, thành thử là giao cái lớp này cho huynh Chánh Ngộ. Thành thử là thấy huynh Chánh Ngộ cũng hơi... cũng rất là khiêm nhượng, người rất là khiêm nhượng, đạo huynh rất là quý. Thành tử nè, thôi nhờ cô Pháp Nguồn Đạo Trai cũng nên giúp cho huynh Chánh Ngộ ha. Rồi bây giờ xin mời cô, đọc kinh và đọc kệ. Dạ, xa thứ đạo huynh. Người ở ngoài nghe đạo huynh kệ hay quá, huynh vào trong Zoom để mà kệ theo thôi. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Phước Sang, con kính đảnh lễ sư Phước Thịnh. Con xin kính lễ cô tu nữ Như Pháp, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc bài. Nhưng Phạm ơi, có bài bốt cho mình đó. Đây rồi. Cảm ơn nhé. Dạ, con xin phép được đọc và ôn bài câu pháp cú 174 ạ. Dạ. Anh tha pu to a yang lo ko ta nu ke tha vipassati saku no cha la mo to wa appo sakka ya gacchati. Anh tha pu to a yang lo ko ta nu te ta vi pat sat ti sak ku no cha la mut to wa ap po sak ga ya ga cha ti. Đời này thật mù quáng,
ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phép được phân tích câu 1 và câu 2 ạ. An tha phù tô a yang lô cô. An là trường nguyên âm, lô là trường âm thông thường, cô là trường âm thông thường. Câu 2 ạ. Tá là đoạn âm, nú là đoạn âm, kết là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, quý là trường âm, quý là đoạn âm, tát là trường âm, xá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Tanu kết tha vi pa sa ti. Giờ con xin đọc lại câu 1 và câu 2. An tha pu to a yang lo ko. Tanu kết tha vi pa sa ti. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Xá là đoạn âm, cú là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, cha là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm. Saku no cha la mút tô quá. Câu 4. Ác là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, xá sắc là trường âm nhấn, ga là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, gắt là trường âm nhấn, trá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Appo sắc ga ya gắt cha ti. Con xin được đọc lại tuần bài. An tha pu to a yang lo ko tanu ket ta quy pa sa ti sắc cụ sắc cụ nổ trà la mút tổ hoa áp bộ sắc gà gia gà cha ti. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, ít đi thiên giới. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phép được kệ. An tha pu to a yang lo ko ta nu ke ta vi pa sa ti sa kun yo cha la mu to wa a po sa ka ya gan cha ti. Dạ, con đã đọc và phân tích xong. Con xin có gì sai mong đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ, con xin phép được xuống mách mời một vị kế tiếp. Cảm ơn Phạm nhé. Dạ, xin mời bàn tay. Hôm nay con vào muộn nên phân tích đang hơi chột chặt chút, đọc còn không thành thạo, nói chung là hơi lơ ngớ. Xin mời bàn tay của đạo tràng tiếp theo đi ạ. Còn ai chưa đọc không ạ? Cô Kim ơi, cô Kim. Cô Kim ơi, hôm nay cô Kim không tặng hoa cho con à? Dạ, kính mời Huỳnh Chánh Ngộ nha. Dạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, không biết còn ai đang đọc ông kinh Pháp Cú nữa không? Câu 174. Nếu có thì cho bằng tay tín hiệu với là đạo tràng nhắc con trên cái điện thoại di động này không có, bữa nay không thấy cái bàn tay, thấy cái nick nào nó nhảy lên đầu thì nghĩ là có người giơ tay thôi chứ không có thấy cái bàn tay nữa.
Nếu chưa có ai đọc bài thì không có ai đọc bài thêm thì con xin phép đọc cái duyên sự của câu kinh Pháp Cú 174 cho đạo tràng nghe, sau đó chia sẻ. Sư giao cho con là giao người đại diện, cầm mic lên nói cho room nó đỡ chóng vắng, chứ còn sinh hoạt được hay không thì cả đạo tràng tham gia nha, chứ mình con gánh không hết đâu. Thì cái câu kinh Pháp Cú 174 này, câu chuyện của cô bé dịch vải, xin phép đọc. Câu chuyện này xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tỉnh xá Atga La Quá liên quan đến một cô bé thợ dệt. Một hôm Đức Phật đi đến A La Quý, dân chúng A La Quý thỉnh Phật thọ trai. Thọ trai xong, Đức Phật dạy một bài pháp ngắn: hãy quán niệm về sự chết. Các người hãy tự nhủ rằng đời sống của ta mong manh, cái chết của ta là điều cố nhiên, chắc chắn ta sẽ chết. Cái chết sẽ chấm dứt đời ta, đời sống không cố định, cố định là cái chết. Ai không quán niệm về sự chết sẽ sợ hãi khi giờ lâm chung đến và sẽ chết trong sự sợ hãi kinh hoàng. Như một người đi đường gặp rắn, không có gậy trong tay, run rẩy giường nào. Còn người có quán niệm về sự chết sẽ không sợ hãi trong giây phút của cuộc đời. Và như một người gan dạ thấy rắn từ xa, đã cầm gậy hất nó đi. Vì thế hãy quán niệm về sự chết. Mọi người nghe xong là trở về đời sống bình thường. Chỉ có một cô bé thợ dệt 16 tuổi tự nhủ: lời dạy của Đức Phật thật kỳ diệu, phần ta sẽ quán niệm về sự chết. Cô bé quán niệm suốt cả ngày đêm. Đức Thế Tôn rời A La Quý đến kỳ viên, cô bé cũng tiếp tục quán niệm về sự chết trong 3 năm. Vào một ngày sáng sớm, Thế Tôn quan sát thế gian. Ngài nhìn thấy cô bé xuất hiện trong tầm quan sát của Ngài. Ngài tự hỏi, những gì sẽ xảy ra? Ngài chú ý đến sự diễn tiến tiếp theo. Từ ngày cô bé này nghe ta nói pháp, đã thực hành quán niệm về sự chết trong 3 năm. Bây giờ ta sẽ đến A La Quý và hỏi cô bé ấy 4 câu. Ta sẽ khen cô bé, ta sẽ nói pháp cú, đời này thật mù quáng. Ngay xong cô bé ấy sẽ chứng quả, nhờ phải thính chúng sẽ tham hiểu lời dạy của ta. Thế là Thế Tôn cùng 500 tỳ kheo lên đường đến tỉnh xá Atga La Quá. Dân chúng A La Quý nghe tin Thế Tôn đến, họ thỉnh Phật thọ trai. Cô bé con người thợ dệt cũng nghe tin ấy, tràn đầy hân hoan. Cô nghĩ, Thế Tôn đã đến, bậc từ phụ của ta, bậc đạo sư, bậc thầy. Kính dung mạo như trăng rằm, Đức Cô Đàm Phật Đà, cô tự nhủ. Bây giờ lần đầu trong 3 năm nay ta mới gặp Thế Tôn, người thân sắc vàng chói. Giờ đây ta được đảnh lễ thân kim sắc của Ngài và nghe Ngài giảng pháp vi diệu thấm đầy mật ngọt. Nhưng cha cô trước khi đến xưởng dệt đã dặn cô: này con, trên khung cửa của cha còn một khổ vải chưa dệt xong, cha phải dệt hôm nay. Con hãy chú quấn chỉ vào thôi cho đầy và mang gấp đến cha. Cô gái nghĩ thầm, ta rất mong được nghe Đức Phật thuyết pháp, nhưng cha ta đã căn dặn như thế, ta sẽ đi nghe pháp hay đánh sợ cho cha ta. Cô nghĩ tiếp, nếu ta không mang thôi đến, cha ta sẽ đánh ta. Vậy thì phải đánh sợ cho đầy mấy con thoi đem đến cho ông, đợi dịp khác đi nghe pháp. Cô ngồi vào ghế và đánh sợ, dân chúng A La Quý chờ đợi Thế Tôn cúng dường thức ăn. Sau khi ăn xong, họ dọn bát và nghe Ngài chỉ dạy. Đức Thế Tôn tự nhủ, ta đến đây qua một khoảng đường 30 dặm chỉ vì một cô bé, cô ấy chưa có mặt. Khi cô ấy đến, ta sẽ giảng pháp. Vì thế Ngài ngồi im, thính chúng cũng lặng yên đợi chờ. Khi Đức Phật làm thinh, không có người hay trời nào dám thốt ra một câu. Cô bé đã đánh xong, bỏ thoi vào giỏ và đem đến xưởng dệt cho cha. Trên đường đi, cô đứng lại ngoài vòng thính chúng và chăm chú nhìn Đức Phật. Thế Tôn cũng nhìn thấy cô và hiểu ý Ngài. Đức Bổn Sư ngồi trong pháp hội, tỏ dấu nhìn ta với ý muốn ta đến gần. Ngài muốn ta đến nghe pháp vào lúc này.
Vì sao? Đức Thế Tôn chú ý cô bé. Vì Ngài biết rằng nếu cô bé đi tiếp sẽ chết khi chưa xong việc, kiếp sau của cô bé không biết sẽ ra sao. Nhưng nếu cô bé đến nghe Pháp, cô sẽ chứng quả dự lưu và chắc chắn sẽ tái sinh lên cõi trời Đông Suất. Ngài biết cô bé phải chết ngày hôm nay. Với dấu hiệu và cái nhìn của Đức Phật, cô bé đến gần Thế Tôn, chiêm ngưỡng vầng hào quang sáu sắc chung quanh thân Phật, cung kính đảnh lễ và kính cẩn đến gần Thế Tôn. Cô ngồi vào chỗ một cách im lặng với thính chúng chung quanh. Thế Tôn hỏi cô: "Con từ đâu đến đây?" Bạch Thế Tôn: "Con không biết." "Con sẽ đi đến đâu?" Bạch Thế Tôn: "Con không biết." "Con biết hay không biết?" Bạch Thế Tôn: "Con biết." "Con không biết phải chăng?" Bạch Thế Tôn: "Con không biết." Với bốn câu hỏi của Phật, thính chúng nổi giận xì xào: "Coi kìa, con bé con lão thời dệt nói như đùa với Thế Tôn. Khi Ngài hỏi từ đâu đến, nó phải đáp từ nhà thời dệt chứ. Và khi Ngài hỏi đi đâu, nó phải thưa là đi đến xưởng dệt mới phải chứ." Thế Tôn bảo thính chúng im lặng. Ngài hỏi cô bé: "Này con, khi ta hỏi con từ đâu đến, vì sao con trả lời không biết?" Bạch Thế Tôn: "Ngài cũng biết rằng con từ nhà con là người thời dệt đến đây. Và thế khi Ngài hỏi con từ đâu đến, con hiểu ý của câu ấy là con từ đâu sinh ra. Nhưng con chẳng biết con từ đâu sinh đến nơi này. Phật khen ngợi: "Lành thay, lành thay. Này con đã trả lời đúng câu hỏi của ta." Ngài hỏi tiếp: "Khi ta hỏi con đi về đâu, vì sao con trả lời không biết?" Bạch Thế Tôn: "Ngài cũng biết con đến xưởng dệt với giỏ thoi trên tay. Nên khi Ngài hỏi con đi đâu, con hiểu ý mấy câu ấy là khi rời nơi đây con tái sinh về đâu. Nhưng với con, sau khi chết chưa biết sinh về đâu. Con trả lời đúng câu hỏi của ta." Đức Phật khen cô lần thứ hai và hỏi tiếp: "Khi ta hỏi con biết hay không, vì sao con trả lời con biết?" Bạch Thế Tôn: "Vì con biết chắc rằng con sẽ chết nên con đáp như thế. Con đã trả lời đúng câu hỏi của ta." Đức Phật khen cô lần thứ ba và hỏi tiếp: "Vì sao khi ta hỏi con không biết hay chăng, con trả lời rằng không biết?" Bạch Thế Tôn: "Điều con biết chắc chắn là con chết, nhưng chết vào lúc nào, vào ban đêm hay ban ngày, vào buổi sáng hay bất cứ khi nào, con không thể biết, nên con trả lời không biết." Đức Phật khen ngợi lần thứ tư: "Con đã trả lời đúng câu hỏi của ta." Ngài dạy thính chúng: "Các ngươi không hiểu ý câu nói của cô bé nên nổi giận. Với người không có tuệ nhãn, họ đưa mù. Chỉ người nào có tuệ nhãn mới thấy được điều này." Và Ngài nói câu kệ 174 này: "Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Cuối thời Pháp, cô bé chứng quả dự lưu, cô cầm giỏ thoi đi đến chỗ cha mình. Đang ngồi ngủ bên khung cửi, không biết cha cô đang ngủ, cô đưa giỏ thoi vào. Giỏ thoi chạm nhầm đầu khung cửi gây nên tiếng động. Cha cô choàng dậy, tiếp tục kéo cửi. Đầu khung văng mạnh vào ngực cô bé ngã ra chết, sanh lên cõi trời Đông Suất. Cha cô giật mình thấy con gái mình nằm sống sượt, đầy máu và đã chết. Ông kinh hoàng than khóc: "Không ai cứu khổ cho ta." Ông đi đến chỗ Phật, kể lại mọi việc và nói: "Bạch Thế Tôn, xin cứu con." Đức Phật an ủi: "Chớ có u sầu, này thiện nam tử. Trong vòng luân hồi vô tận, ngươi đã từng khóc con nước mắt nhiều hương hơn nước bốn bể." Đức Phật nói về vòng luân hồi vô tận. Người thời dệt nghe xong bớt đau buồn, xin Phật được xuất gia. Ông làm trọn bổn phận của một tu sĩ và chẳng bao lâu chứng quả A-la-hán. Thì con đã đọc xong cái câu chuyện duyên sự của cô bé dịch vải mà Đức Phật thuyết lên câu pháp cú 174 này. Không biết đàn có nghe xong duyên sự có chia sẻ gì không? Mình xin giơ bàn tay. Đã biết giúp con chia sẻ câu kinh pháp cú 174 này.
chúng ta tiếp tục sinh hoạt cứ theo theo thói quen, theo đúng lịch trình. Xin xuống mic một chút. Con xin kính chào sư quý đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Quý vị cái âm thông rõ ha, nghe rõ, cảm ơn. Bây giờ sư chánh ngộ, huynh chánh ngộ đó, mời tất cả mọi người coi có ai muốn trả bài không, rồi nếu mà không còn ai trả bài nữa thì bắt đầu mới lên chia sẻ, để thôi có người lên vừa đang chia sẻ thì có người giơ tay giơ chân lên đòi trả bài nữa thì nó không phải lẽ đâu. Bây giờ sư mời tất cả mọi người, huynh cứ mời huynh sư hoài, sorry. Huynh mời tất cả mọi người lần cuối đi để coi có người nào muốn lên trả bài không. Không còn người nào trả bài nữa thì bắt đầu vô chia sẻ, mời người ta lên chia sẻ. Chứ đừng có để là người ta đang chia sẻ rồi lên đòi trả bài, lộn xộn quá hả. Dạ tùy ý cái gì. Pháp Môn Đầu Cai bắt nít đi, mời người ta lên hỏi có ai còn muốn trả bài nữa không. Trả bài đài trả gì đó thì kêu lên cho làm cho xong đi rồi mới tới cái phần mà chia sẻ. Vậy đi ha. Dạ, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức vừa mới vào Zoom ạ. Dạ, con thấy có Sít Quang Thanh mới vào đạo tràng thì xin mời Sít Quang Thanh lên đọc bài nhé. Dạ, xin phép được xuống mic, nhường mic cho Sít Quang Thanh ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Cảm ơn sư phụ ở Lào Cai. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Dạ con cảm ơn cô Mít Ta, cô Sư Dục Phạm và cô Kim và ba ngôi Lào Cai cho con nghe từ tín hiệu rõ. Con kính đảnh lễ ngài Chí Đức và kính đảnh lễ sư Phước Giang và sư Phước sư Tịnh sư Tại Đức là quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp và kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài câu pháp cú 174. Cảm ơn Sư Như Phạm đã bắt bài. An tha phù tô a yang lo cô ta nu kết tha quy bát sa tị sa kun no cha mu tô qua áp bồ sắc gà ya gạch cha tị an tha phù tô a rằng lô cô ta nô kết tha quy bát sa tị sa cu nô cha la mu tô qua áp bồ sắc gà ra gạch cha tị. Là con xin phân tích câu 1 và câu 2. An là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, phu tô là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô cô là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tá nú là hai đoạn âm, tết là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, quý là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. An tha phù tô a lăng lô cô ta nu kết tha quy bát sa tị. Câu 3 và câu 4. Xá là đoạn âm, xá cú là hai đoạn âm, nô là trường âm thông thường, cha là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, quá là đàn âm, áp là trường âm nhấn, bô là trường âm thông thường, sắc là trường âm nhấn, ca là trường âm thông thường, giá là đàn âm, gách là trường âm nhấn, trá tí là hai đàn âm, sắc cu nô cha la mu tô qua áp sắc gà ra gách
cha ti. Dạ con xin phép đọc lại toàn bài. An tha phu tu a rang lo ko ta nu ket ta quy ba sat ti sak sakuno cha la mut to wa a bo sak ya sak ga ra ga cha ti. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Đấy bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kể. An ta phu tô a giang lô cô là nu kết tha quỷ bát sa ti sa cu nô cha là một tô qua áp bồ sắc ca sa gách cha ti an tha phu tô a giang lô cô an ta nô kê tha quỷ bát sa ti sa cu nô cha là một tô qua áp bồ sắc ca sa gách cha ti. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Dạ con đã đọc xong, con xin kính mời Sít bàn tay của Sít Hậu Kiểm. Con có sai, mong Ngài Chí Đức và Quý Sư và các bạn đạo hữu trong đạo tràng chỉ rửa cho con. À, thằng nào đúng là bàn tay của Sít Hạnh Kiểm này này là bàn tay giơ lên suốt từ đầu đến giờ à, nó chắc là Sít nhấn vào cái gì đó cho nên là thấy cứ có bàn tay của Sít Hạnh Kiểm mà không thấy Sít Hạnh Kiểm lên. Vậy Sít Hạnh Kiểm đã đọc bài chưa? Nếu mà Sít Hạnh Kiểm mà chưa đọc bài thì xin mời lên đọc bài, còn nếu mà đọc rồi thì thôi. Nhưng mà không biết là bấm vào cái gì thấy cứ có bàn tay như thế này này, thì con thấy rất là nhiều người chị Sít bấm vào cái ông sao cơ kìa, hình như là bấm nhầm vào cái đấy đó. Thì là nó mới cứ bị giơ tay ở trên à. Sít Hạnh Kiểm đọc bài chưa? Chưa đọc bài thì xin mời Sít cầm mic nhé, để xem tại sao mà cứ giơ tay lên như vậy. Xít lên cầm mic đi xem nó có hết không nào. Dạ Nam Mô Đức Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Đức Pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Quý Sư, con kính đảnh lễ Quý Cô Tôn Nữ, con xin kính chào với đại hội con đạo tràng. Không biết bị làm sao vậy nữa, phát nguồn ơi. Bây giờ là không làm sao cho nó hết bây giờ nữa. Nãy nha đọc rồi bây giờ nó đã đọc lại một lần nữa. Dạ con xin đọc câu kinh thông bốn số 174. Dạ con đọc xong rồi, con xin thỉnh sư Chí Đức, sư Chí Đức ủng hộ đạo tràng. Thưa sư, tại vì sư cả sư Tài Đức sư Tài Đức ủng hộ đạo tràng, tại sư cả Chí Đức hôm nay không khỏe rồi đạo tràng bơ vơ quá thưa sư ơi. Nhờ quên chánh ngộ cũng mà hơi gục ghè. Dạ con đọc xong rồi con xin thỉnh sư nghe thưa sư. An tha phù tô a dằng lô cô ta nu kết tha huyết. Giờ con đọc lại nào sai rồi. An tha phù đồ a dằng lô cô tha quy bát sa ti sa cu nô cha la mút ta tô quá áp bồ sắc gai
Yagachati Antha phù tổ a yang lô cô ta nu khét tha vi bát sa ti sa cu nô cha la mút tổ wa ấp bồ sắc gà ya gắt cha ti. Dạ, phân tích luôn, nãy có đọc phân tích rồi, giờ phân tích luôn. Giờ cái ngôi sao nó còn dính ở trên đây nữa. Anh trường âm nhấn thá đoạn âm phu trường phu tô hai trường âm thông thường á đoạn âm văn trường âm đặc giọng nguyên âm lô cô hai trường âm thông thường tá đoạn tá nú ba đoạn âm các trường âm nhấn thá quý hai đoạn âm bát trường âm nhấn xá tý hai đoạn âm xá cú hai đoạn âm nô cha hai trường âm thông thường lá đoạn âm mút trường âm nhấn tô trường âm thông thường quá đoạn âm ấp trường âm nhấn bù trường âm thông thường sắc trường âm nhấn ga trường âm thông thường giá đoạn âm gắt trường âm nhấn trá tý hai đoạn âm anh tháp phù tổ a dần lô cổ ta nu kết tha huy bát sa ti sa cô nô trà la mút tổ quá ấp bồ sắc gà giá gánh cha ti anh tha phù tù a dần lô cổ ta nu khách tha vi bát sa ti sắc cô nô trà la mút tổ quá ấp bồ sắc gà giá gánh cha ti anh tha phù tù a dần lô cổ ta nu khách tha vi bát sa ti sa cô nô cha là một tu quả vô sanh ga và gạn cha tì anh tha phu tu a yang lô cô ta nô kênh tha vi bát sa tì sanh cô nô cha là một tu quả vô sanh ga và gạn cha tì đời này thật mù quáng ít kẻ thấy rõ ràng như chim thoát khỏi lưới rất ít đi thiên giới là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con không có thấy bàn tay cái điện thoại con không có thấy được cái bàn tay nhà không biết có ai đưa tay không thì con không thấy được có ai đưa tay thì xin mời còn nếu không có ai đưa tay thì con xin thỉnh sư hơi Chí Đức dạ sư ý sư Tệ Đức không con nói lộn rồi dạ con xin thỉnh sư Tệ Đức đọc bài cho con được nghe cái âm giọng của sư âm giọng của sư hay con nghe con nhớ ơn sư quá dạ con xin dâng mít cho sư Vậy con đậu vô chỗ nào rồi không biết nữa. Dạ, xa thứ xích hành kiệm. Bây giờ xích đi ra rồi xích vô lại đi ạ. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Đức xích hành kiệm nói là rất là muốn nghe Đại Đức Tuệ Đức kể, đọc kệ bài này ạ. Dạ, con xin kính thỉnh Đại Đức Tuệ Đức nếu Đại Đức Tuệ Đức mà có thể vào dung được, có thể đọc bài được để cho con xin biết một tín hiệu được không ạ? Dạ vâng ạ, cần kính dâng mic đến Đại Đức Tuệ Đức ạ. Dạ, xa thứ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin được đọc bài Kinh Pháp Cú câu số 174. Ăn tha phù tô a văn lô cô tanuket tha quy bát sát tí sakuno cha lam mút tô quá ấp bồ sắc gà giá gác chát tí. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng
như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ. Ang tha phu tô a yang lô cô ta nu kê tha vi ba sa ti sa ku no cha la mu tô wa a po sa ga ya ga cha ti Ang tha phu tô a yang lô cô ta nu kê tha vi ba sa ti sa ku no cha la mu tô wa a po sa ga ya ga cha ti Ang tha phu tô a yang lô cô ta nu kê tha vi ba sa ti sa ku no cha la mu tô wa a po sa ga ya ga cha ti Dạ con xin hết ạ. Kính mời vị tiếp theo ạ. Sa thú, chúng con xin kính tri ân đại đức Tuệ Đức ạ. Đúng là sự kệ rất là hay, có lực mà rất là âm vang. Con kính tri ân sư. Chắc là ở công việc chùa sư cũng rất là bận, cho nên chắc là sư không sinh hoạt trong cái vấn đề giảng duyên sự được. Mà ban nãy thì thấy Huỳnh Chính Ngộ đọc phần duyên sự rất là tuyệt vời và rất là hay. Nhưng mà con xin phép được dâng mic đến cô Kim đi, bởi vì là cô Kim thì ở trong đạo tràng cũng rất là lâu và cũng hiểu được rất là nhiều điều ở trong cái bài học này, thì con kính dâng mic đến cô Kim để cô Kim chia sẻ trước phần duyên sự này để cho chúng con được học hỏi thêm, rồi chúng con sẽ tiếp tục lần lượt nhau có ý kiến về thảo luận về đề tài bài học ngày hôm nay ạ. Đã, con kính dâng mic đến cô Kim nhé. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Phước Sang, sư Tuệ Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Quý vị có nghe âm thanh rõ không à? Rõ và liên tục không? Con mình cô Nhung Phạm nghe rõ rồi, trời ơi. Hai Pháp Ngộ Trai Chánh Ngộ Ba. Vậy ba người nghe rõ? Bốn người, năm người? Dạ được rồi. Để, cảm ơn. Trước hết xin cảm ơn Huynh Chánh Ngộ đã đọc cái phần tích sự. Không thấy ai chia sẻ hết. Để bắt đầu cái này, xin nói cho cô Pháp Nguồn Đầu Trai, tôi không phải người vô lâu đâu. Tôi mấy người kia tôi không biết, nhưng mà trong cái đạo tràng này thì tôi biết cô Metta đó là vô lâu, vô trước tôi hơn một năm mấy á. Nhưng mà bây giờ nếu mà cô đã có ngỏ ý muốn tôi chia sẻ cái phần này á, thì tôi sẽ chia sẻ, sau đó sẽ mời cô Metta với mấy vị khác. Đằng sau á, tôi nói cho cô Pháp Nguồn Đầu Trai biết rồi nha. Cô Metta đi vô trước tôi lâu hơn một năm rưỡi. Lúc mà tôi mới vô thì cô Metta nói rằng cô đã vô hơn một năm rưỡi rồi, ha. Không phải là tôi vô lâu đâu. Thành ra có những cái rồi tôi phải đi công chuyện, có nhiều khi cả một nửa tháng tôi mới trở lại. Mà tôi đi hành hương ở Ấn Độ, hành hương ở Miến Điện, chẳng hạn như vậy. Thì tôi cũng mắc đi nhiều bài vở lắm. Nhưng cái bài này thì cũng không có khó, tôi đã từng nghe rồi. Thì bây giờ, gì sa thú, Pháp Nguồn Đầu Trai, rồi Duyên Phạm, sa thú, hai người. Mình có hai người sa thú, Phạm ta biết rồi thôi, mặt cười. Tôi cũng không có giỏi giang gì hết, nhưng mà tôi sẽ cố gắng làm tròn bổn phận của tôi. Là nói ra những gì mà tôi hiểu biết về câu kinh Pháp Cú này, cũng như các câu kinh khác mà tôi được học, tôi biết thì tôi chia sẻ. Nhưng mà nhiều khi á, có những phần sai sót hay những cái gì mà thiếu sót thì tôi cũng xin các sư, các cô tu nữ trong đạo tràng chỉ bảo để mình sửa lại, chứ không có ai hoàn hảo đâu ha. Trước hết thì đọc lại câu kinh Pháp Cú này cái đã, rồi bắt đi rồi. Ok, đây. An tha vu tho a yang lo ko ta nu ket tha vi pa sa ti sa ku no cha yang mut to wa a ko sắc gà giác cắt cha ti. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Trong cái câu này, theo tiếng Việt, chữ ít nhắc lại hai lần.
mà cũng là cái ý của Đức Phật trong câu này. Cái câu này, cái chữ tiếng Pali mà Đức Phật muốn nhấn mạnh, tức là ta nu khét tha, tức là hiếm hoi, ít ỏi lắm. Ít người, ít cái gì? Ít cái người mà đi học, ít đời này ít có người mà không còn mù quáng, ít cái người lại ít người thấy rõ ràng, ít người đi lên cảnh giới tốt, thiên giới đó rất ít, giống như chim mà thoát khỏi cái lưới là hiếm lắm, bị bắt vô là dính búng rồi đó, không còn thoát ra đâu. Thì cái chữ Tanukhetha tức là rất hiếm hoi, ít hiếm hoi, rất người đi. Thì trong đây thì Đức Phật có nói về tích sự trong cái câu kinh Pháp Cú này á, thì là trong cái mục đích kết của nó là anh tháp vô thô ai dân lô khô tí, tức là trong cái thế giới này ít người mà không thấy rõ, không còn mù quáng. Thì đại khái là khi mà Đức Phật ngài ngự tại xứ A Lá Quy á, thì ngài ngự trong cái tháp mà Ác Lá Quá, thì ngài có đề cập tới cái người con, cái người thiếu nữ mà con công thợ dệt, mà cổ cũng là người thợ dệt nữa. Thì Đức Phật lại cái Phật mới khuyên các người Phật tử trong đó nên tu tập về tỷ niệm sự chết như vậy. Thì Phật nói đời sống của ta không tồn tại vĩnh viễn, sự chết chắc chắn là đến với ta. Thì sự chết là có lẽ thường hằng rồi, đó là vì đó là sự vô thường, nên tu tập về sự niệm chết đi. Không biết trong đây có bao nhiêu người tu tập đó, nhưng mà cái cô gái thiếu nữ con của người thợ dệt này, từ lúc đó thì cô ta còn nhỏ lắm, khoảng 13 tuổi. Thì Đức Phật rời cái xứ Alawi này, thì cái cô thiếu nữ đó lúc đó 13 tuổi thôi, thì cổ cố cầm cổ tu tập cái niệm về sự chết. Thật ra cô này cũng tu tập nhiều đời nhiều kiếp rồi, và người cha của cổ cũng vậy. Nếu nhân viên nó tới thì họ xuất hiện vào trong cái thời của Đức Phật còn tại vị đó, thì là một điều không phải ai cũng có nhiều cơ hội lắm đâu. Có những có sự tu tập là nhiều kiếp, hàng tỷ tỷ năm rồi thì mới có nhân viên giống như vậy. Thì cái cô gái 13 tuổi này thì cổ cố căn cổ tu tập như vậy suốt liên tục ngày và đêm vào 3 năm. Thì một hôm Đức Phật mới dùng Phật nhãn của ngài quán chiếu, thì thấy cái cô thiếu nữ này hiện trong cái pháp võng của ngài, tức là trong cái sự thấy của ngài, cái pháp nhãn của ngài đó. Thì ngài mới thấy cô này có nhân viên, ngài mới quán là bây giờ thì làm sao, thì coi như thế nào. Thì Đức Phật thấy rằng cô này sau khi nghe bài thuyết giảng của ngài thì cô sẽ đặt quả dự lưu, tức là giữ về dòng thánh sơ đạo sơ quả đó, rồi sau đó cô sẽ được chết. Thì Đức Phật mới đi trở lại cái xứ Alavi này. Thì lúc đó cô gái này khoảng 16 tuổi rồi. Thì cổ mới nghe tin là Đức Phật sẽ trở lại xứ này, cổ rất mừng rỡ. Cổ nói lúc trước là mình nghe cái bài pháp của ngài, bây giờ ngài mình lại chiêm ngưỡng tức là thấy tận mặt một Đức Phật bằng xương bằng thịt, mình thấy như thế nào. Cô rất là hoan hỷ, cô nói cô sẽ đi đó. Nhưng mà lúc đó cha cô sẽ nói cô rằng, tại vì ông ta còn tấm vải xa cách tá đó của người muốn ta dệt, mà ông hứa là phải làm xong hôm nay, mà ông thiếu cái cuộn tơ đó. Thì ông nói con ơi, con hãy quấn cho cha đủ một cuộn tơ rồi đem lại cho cha. Thì rồi cô gái này cũng nói trời, mình nếu mà mình không làm á thì cha ta sẽ la ta đánh ta chẳng hạn vậy. Thôi bây giờ ta cố gắng hết mình làm đi, cũng cố gắng cũng quấn cho xong cái cuộn tơ đó. Thì cô mới lấy cuộn tơ đi đó. Thì đi lên đó thì cổ ghé chỗ mà đạo tràng của Đức Phật, thì trong đó Đức Phật đã ngự chỗ đó rồi. Mà Đức Phật thấy cô gái này chưa lợi, ngài ngồi yên, ngài không có nói gì hết trơn á. Mà chúng ta đã biết rằng khi mà Đức Phật mà không muốn nói gì, ngay cả Ma Dương luôn cũng không dám hỏi lý do tại sao ngài không chịu nói, tại sao ngài không chịu thuyết pháp mà ngài ngồi yên giống vậy như bức tượng vậy đó, không ai dám nói hết. Thì mà cô gái này đi thiệt nhanh chạy ra đó, cô thấy cô lợi chỗ cái đạo tràng đó, thì cô thấy cái tháp của Ác Xá Lâu Quát Khá đó, thì cô thấy Đức Phật đang ngồi yên đó. Trong lòng cô nghĩ là chắc Đức Phật đang đợi ta đó. Thì cô
cô mới cúi xuống để cái giỏ mà tơ đó cúi xuống rồi đảnh lễ Đức Phật. Thì Đức Phật mới thấy đó, thì Đức Phật mới bắt đầu hỏi cô ta. Thì Đức Phật hỏi chỉ có vài câu thôi. Cái câu thứ nhất Đức Phật mới hỏi chứ, cô hay là nàng từ đâu đến, tỷ theo có hay là ngươi, tỷ theo cái người dịch, có người kêu là nàng, có người kêu là ngươi, là cô chẳng hạn, hay là con từ đâu đến chẳng hạn như vậy. Thì cô này mới nghĩ rằng trời ơi, mình từ nhà mình tới cái kia mình lại đây thôi, Đức Phật biết mà tại sao Đức Phật hỏi ta ngay. Cái cô mới nghĩ rằng có lẽ ngài muốn hỏi rằng trong nhiều kiếp trước ta bây giờ từ cái kiếp nào, từ đâu mà ta trở lại đây, ta mau quay trở về, ta đầu thai vô làm người này. Thì cô ta mới trả lời con không biết. Thì Đức Phật xa thú. Rồi Đức Phật mới hỏi cái câu thứ hai, rồi ngươi sẽ đi về đâu? Thì cô này cũng nghĩ, thì mình nghe pháp xong rồi, một là mình đi về nhà, hai là mình đi chợ, chứ đâu có đi đâu mà có gì đâu mà phải hỏi. Hỏi gì vậy? Thì cô mới nghĩ rằng chắc không phải ngài hỏi chuyện tào lao cái gì đâu. Thì ơi, chắc hỏi là mình sau khi mình chết đó, ai cũng sống rồi chết, thì mình chết sẽ cái kiếp tới mình đi về đâu, để đó là nghiệp thú sanh thú đó, cái chỗ mà mình đi đầu thai thế nào. Thì cô ta biết mình đâu có thần thông, mình đâu có biết gì đâu, mình trả lời không biết. Cô mới trả lời thưa ngài con không biết. Đức Phật xa thú nữa. Thì Đức Phật mới mới hỏi cái người thật không biết, người không biết thật sao? Thì cô gái mới trả lời dạ con biết. Thì Đức Phật mới xa thú nữa. Thì trong cái đạo tràng nhiều người đâu có hiểu giữa Đức Phật và cô gái nói gì, làm gì, nói gì đâu, giảng pháp gì, hỏi gì đâu, về đâu, rồi biết không biết. Trời ơi, người nghe giống như dịch nghe thấm vậy đó. Thì Đức Phật mới xa thú lại lần cuối đó, rồi ngài mới trả lời như vậy đó. Thì cô gái này đã trả lời hết những cái gì mà ngài muốn biết, ngài hỏi. Rồi cô ta đã trả lời hết rồi. Thì quý vị không, lúc mà cách đây mười mấy năm, khi mà tôi nghe cái duyên sự này, thì tôi cũng suy nghĩ lâu lắm. Tôi nói không biết cái gì, hỏi cái gì thì không hiểu gì trơn á. Thì tôi có đọc vô, thì tôi cái đọc tiết sự thì nghe đó, thì tôi mới biết hiểu rõ như vậy. Thật ra đó thì Đức Phật nói con người của chúng ta đó rất là vô minh. Tại vì khi mà con người mà có quyền thế, có tài sản, cũng đang mạnh khỏe sống á, thì không ai để ý cái sự tu tập hết. Khi nào như ngay như là nhà cướp hay nhà cháy, rồi con bị bệnh, rồi tán gia bại sản gì không còn gì á, không còn gì, buồn bã mới lâu đi cái người cái mình vô trong chùa để mà xin cầu phước cầu an vậy đó, rồi tùm lum. Chứ thường ngày mà vui vẻ ít người đi vô trong chùa để hỏi sư hỏi pháp, nhưng mà tu tập lắm. Và nhất là cái điều mà thê thảm nhất á, là khi họ gần chết á, có người chết bất đắc kỳ tử, có người mà phải quằn quại trong những cơn bệnh của mình á, rồi rất lâu dài chịu đau đớn mới chết. Thì có một câu chuyện, có một người nữ y tá ở mà trực trong cái phòng mà để mà nursing home hay là những người mà gần chết á, thì cô ta có mới viết lại một cuốn sách. Cô thấy những gì á, cô thấy phần lớn những người mà gần chết á, có người thì quằn quại rên rỉ kêu la, có người thì mặt mày rất là sợ hãi, ôm mặt ôm tay chân, trời ơi sợ lắm. Họ sợ một cái gì, hình như họ thấy một cái gì đó, họ rất sợ hãi, họ cuống cuồng, họ rú lên, họ la đủ thứ hết. Người thì lăn lộn, người thì nhét mép, người thì cầu xin van xin, nói cái gì đó không ai biết. Nhưng mà đại khái rất ít người mà trước khi chết họ bình yên, mặt bình thản, rất ít. Thì chúng ta ở trong đạo tràng này, khi mà học pháp thì chúng ta mới biết. Đức Phật đó nói chỉ có con của Như Lai mới biết được cái cảnh giới của mình sắp sửa đi đâu. Thì Đức Phật nói con của Như Lai là những người, những vị thánh đã đắc những quả như là đã vô dòng thánh đạo rồi, ít nhất là sơ đạo hay là gì đó, rồi nhất là bậc A La Hán. Thì các ngài biết ngài, cái ngài đã đắc quả vô sinh rồi, không có còn đi tục sinh vào trong ba giới như dục giới, sắc giới và vô sắc giới, không có đi vô trong đó rồi nữa, cái ngài đắc cái biết rõ rồi. Những người mà có cái tâm tu tập á,
thì Đức Phật thường nói rằng thường những người có tâm tu tập á, mà niệm về sự chết, họ có cái lòng bình an, họ giữ giới, họ không có gì làm điều hại. Từ lúc họ biết tu tập á, thì thường á, từ 3 đến 7 ngày á, thì những cái gọi là cái cảnh nghiệp, rồi nghiệp thú, rồi cái nghiệp tướng, cái cảnh tướng với là thú tướng, nó sẽ xuất hiện cho mình thấy. Cái đó là cái gì? Cảnh nghiệp. Tức là những cái người mà làm những nghề, có người thì làm dạy học, có người thì làm dù để bán, có người thì giết gà, giết vịt, giết heo để mà bán, có người thì ăn trộm ăn cắp suốt đời, có người thì đâm đầu này thọt đầu kia, chọc người ta quậy lên rồi lấy làm sung sướng khi thấy người ta bị mắc kế mình, trúng kế mình, gây gỗ nhau. Thì đại khái những người đó, thì khi những người mà sắp sửa chết á, thì thường á, thì cái cảnh nghiệp tới. Tức là những người mà làm thầy giáo thì họ thấy, họ mặc dầu họ nghỉ lâu rồi, tự nhiên họ cứ thấy là họ đang giảng bài học, đứng trong lớp giảng học sinh, có đứa thì nó vui vẻ, có đứa thì nó vui vẻ gì đó, họ thấy cái cảnh họ đang giảng pháp. Có người thì bán dù thì thấy họ không có làm nữa, chuyện ngày đã con cháu rồi, nghỉ rồi, mà cứ thấy mình đang cặm cụi ngồi làm dù. Rồi khổ sở nhất là, ghê rợn nhất là những người mà giết gà, giết vịt, giết súc vật á, thì những con vật có nhiều khi nó quằn quại, nó đau đớn, nó lên vỉ á, cá đập đầu cá đó, mấy người làm cá gì cái cái đập đập lên đó, thì họ thấy rõ mấy con, trong con mắt của mấy con thú đó nó lên ra, nó ghê, nó lên rỉ á, rồi nó xuống nó đòi mạng hay cái gì á, thì mấy người đó thấy rất là ghê sợ. Rồi cái nghiệp thú á, thì có người thì tức là cái cảnh của mình đi tới đó, tức là mình chết rồi mình sẽ đầu thai đó, thì những người thấy, những người mà có tu tập á, thì họ thấy cảnh trời rất là đẹp, cái thấy cảnh chư thiên gì đó đẹp lắm. Có người trở lại cái cảnh kiếp người thì họ thấy bà con dòng họ người ta đi tới đi lui vui vẻ. Còn những người mà xâm vào tướng như là cái ngọc nghiệp xấu đó, như là làm xúc sinh á, bạn tinh á, thì người thấy bầy già bầy vịt quánh lộn với nhau, chó heo mèo gì đó. Còn có người mà thấy đi địa ngục á, thì thấy lửa cháy đỏ lắm, hay là cổ tối đen âm u lắm, đại khái là như vậy. Tại vì tôi thấy bao giờ hết trơn, tôi chỉ kể cho quý vị nghe ha. Khi mà tôi thấy tôi chỉ kể cho quý vị nghe nha, cái này tôi đọc trong sách, tôi chỉ kể vậy thôi nha, đừng có hỏi tôi nha cô Kim. Cái thấy này thấy kia tôi không có biết đâu nha, tôi chỉ đọc sách tôi nói y chang vậy thôi nha, chưa bao giờ thấy nha, nhỏ lớn chưa bao giờ thấy ma nữa nha. thì đại khái là như vậy. Thì có những người đắc tội, cái cô y tá này cô kể, có những người họ lăn lộn ngay đêm, họ đến rồi mà họ lăn hộn, họ la hét, họ sợ hãi một cái gì đó không biết, bác sĩ phải chích thuốc an thần cho họ để họ ngủ yên lại. Rồi có những người mà vì cái nghiệp của họ nặng, họ bị bệnh ung thư đó quý vị, khi bệnh ung thư đó, nhất ung thư da, ung thư gì đó, ung thư phổi, ung thư gì, họ rất là đau đớn, tức là họ muốn chết phức nhẹ cho rồi mà chết không được đâu ai. Mà họ muốn sống để mãi họ cũng không có sống được, họ rên rỉ đau khổ trong cái đau đớn đó mà không làm được, họ phải nhận lãnh cái nghiệp của họ đã làm, cái quả báo của họ, họ làm những cái nhân bất thiện họ phải trả lại, thì họ đắc đau khổ vậy đó. Thì đại khái là như vậy ha. Thì cái cô trở lại cái vấn đề của cô gái này, thì cổ mới quán xong rồi, cô đảnh lễ Đức Phật xong rồi, thì Đức Phật sau khi hỏi cô này ba câu hỏi đó, ngươi từ đâu tới, rồi ngươi có biết ngươi về đâu không, rồi ngươi hỏi lại ngươi có biết, ngươi có thật, ngươi biết rõ không, thì cô hai câu đầu thì cô nói cô không biết, câu sau thì cô biết. Thì Đức Phật cả ba lần đều sa thú cho là tán thưởng cô gái 16 tuổi này. Thì ngài mới bắt đầu mình lên tiếng, ngài giải thích rằng thường có người chúng sanh mà đi đầu thai loại kiếp này á, thì đâu có biết, chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác như ngài vậy đó, thì khi ngài đầu thai ngài biết ngài sẽ đi đầu thai về đâu, còn những người chúng ta đều không biết. Thì vậy thì chúng ta mới biết rằng chúng ta không có thể mà chọn lựa cái chỗ mà chúng ta sẽ tái sanh. Cũng như có nhiều người cái than rằng trời tôi sao tôi đâu có thích làm vô trong cái nhà đâu, mẹ tôi làm đĩ sống anh không cũng đĩ điếm, tôi là đàn bà con gái tôi cũng phải làm đĩ điếm nữa sao, tôi đâu có muốn đâu. Còn vô trong cái nhà mà nghèo hèn đó, trời ơi sao làm sao tôi biết, thì tôi không thích vô trong cái nhà nhà nghèo rớt bụng tơ luôn, cái cơm ăn nó khổ quá vậy đó. Đại khái vậy, có người thì
trong cái cảnh khổ họ cứ than van, họ đủ thứ, họ than cái hận than than trời trách đất rồi cằn nhằn cha mẹ đủ thứ, nhưng họ không biết cằn nhằn từ cái bản thân mình đã làm những điều bất thiện, nhiều điều bất thiện trong quá khứ, nên kiếp này họ mới lãnh quả giống như vậy. Đại khái hiện vậy ha. Thì Đức Phật mới nói rằng thì khi mà họ tái sanh trong đây, phần lớn chúng ta đều không biết khi chúng ta tái sanh đây tại sao chúng ta phải sanh vào trong cái gia đình này, phải làm như vậy như vậy. Rồi khi mà chúng ta chết á, nếu mà không có sự tu tập thì cũng không có biết cái cảnh giới nào chúng ta phải đi, đi vào cảnh thiện hay cảnh bất thiện thì đều không biết. Chỉ có những con của Đức Phật mà có thật sự tu tập, tức là thánh nhân đó, sa môn đệ nhất, sa môn đệ nhị, sa môn đệ tam, sa môn đệ tứ thì biết, chứ những người thường thì không biết được. Thì ngài giảng như đó thì ngài mới nói rằng đạo chúng đừng có nên than trách cô này trách tứ hổ gì rồi cô trả lời gì đâu không à, ok vậy đó. Rồi ngài mới giải thích ra cái sự vô thường, ai cũng phải chết, phải quán tưởng về sự chết để biết rằng mình trước sau cũng chết, mình phải chuẩn bị sửa soạn cái con đường của mình đang đi và con đường của mình sẽ đi trong tương lai là điều cần thiết và tốt nhất. Con đường của mình đã đi thì mình không có biết, trong quá khứ mình không có biết thì hãy bỏ nó đi, tức là quá khứ không chưa tìm, tương lai thì không biết được. Ta hãy nên cái sống hiện tại này, tức là tu tập theo Đức Phật dạy rồi về theo quán niệm về tứ định xứ đó, thân thọ tâm pháp, thì đại khái là như vậy. Thì chúng ta phải làm nhiều, càng nhiều việc thiện để cho con chó trắng, cái việc thiện của ta làm nhiều quá nó chạy nhanh trước khi con chó đen đang nghiệp tắc thiện nó đuổi theo, nó trổ quả thì trở tay không kịp. Đại khái là như vậy. Thì khi mà ngày giảng ngày đó thì ngài mới đọc lên câu kinh Pháp Cú này, tức là đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Thì đó, thì ngài kể vậy thì cô gái này nghe xong rồi nó ngâm cái bài kệ này, thì cô gái 16 tuổi này đắc quả dữ luôn. Thì vô trong tu đầu hoàng thì cô mới đi về, cô đi về nhanh, đi về để đưa cái cuộn tơ đó đưa cho cha mình để chờ xong cái làm xong cái tấm vải mà đã hứa cho khách hàng. Thì cổ đi tới thì cha cái cô đó thì đang nằm ngủ, thì cô mới đặt nhẹ cái vỏ tơ, cô làm không khéo đụng vô tiếng động làm ông này ổng thức dậy. Ổng thức dậy thì ổng không có dòm xung quanh, cái đó cũng do cái nghiệp duyên thôi. Ổng tại ổng hứa ổng phải làm cho nhanh mà ổng đang làm thì ổng mệt, ổng ngủ mê đi một chút, ổng thức dậy, ổng mau mau ổng cái khung cửa dẹp đó thì nó có cái hình sắc hay gì đó, tôi không biết cái dẹp giải bộ phận như sao, chỉ thấy trên phim thôi. Thì cô đó đứng gần cái chỗ cái thanh sắc mà cái thôi sắc đưa tới lui đó, thì nó đưa tới thì nó đâm vô cái ngực cổ, thì cổ chết liền lập tức chỗ đó. Thì ông và ông mở mắt không thấy vậy, ông mới thấy thảm thương quá, có đứa con gái mà nó giỏi giống như vậy mà bây giờ nó trời, ông buồn bã, ông khóc quá, ông nói trời ơi, để ta đau khổ như vậy không biết ai sẽ giải được nỗi sầu của ta. Ông mới nghĩ tới Đức Phật. Thì mấy người đó đều có nhân duyên với Đức Phật, không nghĩ tới cha mẹ bà con dòng họ bạn bè, cứ nghĩ tới Đức Phật thôi. Thì họ đã có nhân duyên rồi, ông mới lợi bẩm với Thế Tôn giống vậy. Ông nói với Đức Phật vậy thì Đức Phật nói đúng rồi, cái đó là sự vô thường thôi, nhưng con ngươi là đã vô dòng thánh đạo chẳng hạn gì rồi, ngươi đừng có lo quá, hãy lo tới cái thân của ngươi đi. Thì ông này cảm ngộ thì ông mới xin không còn làm nghề dịch giải nữa, không làm nữa, ông muốn xin xuất gia làm tỳ khưu. Thì Đức Phật tha thú cho ông đi. Thì ông tu không khoảng bao nhiêu lâu thì ông đắc A La Hán, ông còn ngầu hơn con gái ông. Ông con gái ông còn phải 6-7 kiếp nữa mới thoát nạn. Ông đã tu tập trong cái thời gian mà còn Đức Phật tại tiền đã đắc A La Hán rồi. Thì trong những câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng những người có nhân duyên mà đắc đạo quả đều gặp Đức Phật hết. Thì để mà được ngài giúp đỡ cho cái sự tu tập của mình được đạt tới nhanh chóng hơn, nếu có đủ nhân duyên đó, thì qua câu chuyện này thì cho tôi một sự hiểu biết, một sự cố gắng rằng thì mình hãy nên cố gắng tu tập niệm về sự chết hay cái gì đó, thì cố gắng làm đi thì sẽ thành tựu quả tốt. Cũng ngày nào tôi cũng niệm sự chết hết, mỗi lần có chuyện gì cái gì mà sợ hãi đến tôi nói trời ơi sợ cái gì, chết cũng chết, sao cũng chết, không chết chết thì chết sao, có ai sống hoài đâu, Đức Phật cũng chết nữa, Đức Chúa Giêsu vậy cũng chết mũng cù đèo luôn, có ai mà sống hoài đâu, hơi đâu mà sợ, nó tới thì nó tới. Tôi hay nói vậy đó. Thì
câu trong câu này thì chúng ta phải biết rằng những người mà không có tu tập, không có tu tập đàng hoàng á, thì rất ít người được đạt tới cái mục đích mà mình muốn là tu để mà sửa, để giải thoát đó. Thì cứ lăng quăng lăng tới, lăng tới lăng tui, nếu tu gọi là ba ngáp đó, tu ngày đừng nghĩ là hai ba ngày cứ diện cớ bệnh hoạn bận rộn vậy đó, rồi không tinh tấn, rồi cứ xả cái lòng mình theo cái sự vui vui dễ vui, rồi vui với khác thế gian không cần biết gì nữa, thì đại khái như vậy. Thì qua những bài học này thì chúng ta nên coi lại cái sự tu tập của mình, cố gắng tinh tấn thêm nhiều hơn nữa để đạt cái mục đích mà mình mong mỏi đó. Tại vì cái sự vô thường đó, nó không có nói cho chúng ta biết khi nào chúng ta sẽ đi, chúng ta sẽ còn ở bao nhiêu lâu không biết được. Thì đời là vô thường mà, thành ra nó không, mình không cầm chắc được thì nó vô ngã. Chính vì nó vô thường vô ngã, mình không có kiểm soát nó được, thì thành ra mình mới gọi là bắt tội nguyện. Bắt tội nguyện thì đâu có vui vẻ gì đâu, thì nó gọi là thù bi khổ u não gì đó. Thì đại khái như vậy. Thì trong câu này chia sẻ đó cũng lâu rồi ha, cũng gần 4, cũng gần 4 giờ rồi, còn 30 phút nữa thì sẽ hết. Để trong khi mà chia sẻ giống vậy, nếu có thì nếu mà có gì gì sợ Pháp Nguồn Đầu Trai sợ chứ, sợ thì lo tu đi, sợ thì lo tu đi chứ đâu ai biết được đâu, đâu ai mà chỉ cho mình chừng nào mình bắt tử gì đâu, trời ơi đâu ai biết được đâu, trời là vô thường mà. Thì ráng tu đi, tu hoài, tu mãi, nói tu quá trời quá đất vậy, tu mệt nghỉ đó, gọi là tu mệt nghỉ đó, thì xong thôi. Cái tâm của mình đó vô trong cái đề một niệm hoài, không có để cho những tâm bất thiện như tâm sợ hãi, thù bi u não gì đó đi vô, thì mình đâu có còn buồn não gì đâu. Thì cứ ráng tu đi. Ai mà làm được, tự mình giống như cái hòn đảo, mình phải tự tu tập cho mình, tự tinh tấn, tự kêu mình tu hoài đi thì mình sẽ tốt thôi. Chứ mà cái tâm của mình mà để phóng dật cái lo sợ cái này lo cái kia, cái gì đáng lo hẳn mỗi ngày thì lo cái trong cái khả năng của mình, cái gì mình lo được thì lo, cái gì mình quá tầm tay mình thì đừng có giới qua nữa. Giới qua mà không được, sinh ra nóng nảy sân hận thì bỏ qua nó đi, đại khái là như vậy. Thì trong cái câu chuyện này thì cũng trong khi mà con chia sẻ có những điều gì sai sót, xin các sư, các cô tu nữ và quý vị trong đạo tràng chỉ bảo, và con xin cảm ơn và xin mời quý vị khác kế tiếp, tại vì còn tới nửa tiếng nữa, đừng có để cho đạo tràng trống vắng nhá. Chia sẻ hiểu biết được cái gì thì cứ chia sẻ, chứ đâu có giờ nói hay dở gì đâu, biết gì lên nói thôi, đỡ hơn là một lúc đỡ hơn là bù chắc, có nói còn hơn là không có nói hả. Con cũng có công chuyện phải đi làm chứ không thể nói hoài như được. Và chúng mít là xin mời quý vị kế tiếp, xin chúc quý vị trong đạo tràng được an vui và nhiều may mắn. Sa thú lần hai kính tri ân Ngài Phúc Kim chia sẻ những cái hiểu biết của mình với câu kinh Pháp Cú 174. Con cũng đã mít cho đạo tràng có nó không có im lặng một bức hà giá. Con thấy cái đích của sư nó nhảy lên đầu. Nếu mà quý vị đạo hữu trong đạo tràng thấy có ai giơ tay thì nhớ chat nhắc con nha, xuống mít, chứ điện thoại thì không thấy. Thì nó để đỡ chống vắng thì con cũng chia sẻ chút câu kinh Pháp Cú 174 và cái cô thợ dệt. Như cô Kim có chia sẻ, nghe qua thì bắt được cái chữ là chữ ít, rất ít. Thì qua cái duyên sự mình nghe thì mình cũng thấy là trong duyên sự thì Đức Phật giảng hoặc là như là khuyến khích mọi người ở trong
tịnh xá và nghe pháp mà khuyến khích về cái niệm sự chết, thì không biết cái đạo tràng đó nó đông bao nhiêu, thì không biết có bao nhiêu người nghe xong rồi về tu tập niệm sự chết, nhưng mà chắc là rất ít. Rồi trong bao nhiêu người tu tập thì có bao nhiêu người tu tập được 3 năm như cô con gái người thợ dệt, cô ấy nghe xong rồi về thực hành, nghe lời Đức Phật xong thực hành niệm sự chết trong 3 năm thì chắc cũng rất ít, chắc cũng chỉ có mình cô ấy. Thì vì mà rất ít như vậy mà đạt được cái thành tựu nào đó, nên 3 năm sau khi mà Đức Phật quay lại tịnh xá thì vẫn thấy trong tâm trí của Đức Phật quán thấy cái cô gái đó và quyết định là quay lại cái buổi giảng pháp đó là giảng cho cô nó nghe. Những cái người ít đó, rất ít đó, ít tu tập và tu tập suốt 3 năm rất đáng quý, thì Đức Phật ngồi yên chờ đợi cô gái đến rồi mới giảng. Thì cũng biết là cô ấy là chỉ tới một lúc rồi ghé ngang rồi để đi giao cái con thoi cho người cha dịch vải, thì cái bài giảng pháp đó nó chỉ là 4 câu hỏi vấn đáp giữa hai người thôi, thì vừa giúp cho con gái đối diện với cái sự chết sắp đến nó bất thình lình, nó đến là có đạt thánh quả thôi, xin lên cõi trời đâu xuất đạt quả diệu lưu rồi. Còn đạo tràng mà nghe được 4 cái câu vấn đáp giữa hai người thì có thể hiểu được gì đó, cũng có thể là rất ít những người sau hôm đó thì tiếp tục niệm sự chết, mà ít người sau đó thực hành kiên trì, rồi ít người sau đó đạt thánh quả. Thì cái duyên sự ý nó là như vậy. Trong buổi giảng pháp của Đức Phật thì ít người nghe xong rồi thực hành, đa số thì quay lại để sống thường nhật, giống như chúng ta cũng vậy. Cái buổi sinh hoạt hàng ngày ở cái rung Phật giáo Nam Truyền cũng vậy, chúng ta nghe những kinh nghiệm, nghe cái pháp cú, chúng ta tự suy xét về bản thân. Nay chúng ta học xong rồi như thế nào, ngày mai như thế nào, có những thứ ta biết chắc chắn, có những thứ chúng ta sẽ không biết gì. Như 4 câu hỏi vấn đáp giữa cái cô con gái người thầy dệt và Đức Phật, thì ngay cả cái bài giảng về cái sự niệm sự chết của Đức Phật cũng vô cùng ngắn gọn, chỉ nói là có thứ bất định, cái chết là cố định, rồi khuyên mọi người niệm sự chết thôi, cũng chẳng có chỉ dẫn hay là ép buộc người này phải làm thế này người kia phải thế kia, chỉ ngắn gọn như vậy. Không biết cách nào mà cô gái nghe xong rồi quyết tâm niệm sự chết được trong 3 năm, không biết cô ấy đã thực hành như thế nào. Cuối cùng khi mà 3 năm sau gặp lại giữa cái câu vấn của cô gái với Đức Phật thì chỉ có sự chết thôi, thì cô gái nhận ra là cái sợi dây nó bất tận như hai đầu, không biết cái thời điểm ở đâu, không biết cái kết thúc ở đâu, chỉ biết ở giữa là những cái sự chết nó liên tục thôi, chắc chắn có mà nó xuất hiện cái sự chết ở cái dòng tu tục nó chết lúc nào thì cũng chẳng ai biết, chết như thế nào, chết ở đâu cũng chẳng ai biết. Khi mà Đức Phật khuyên niệm sự chết, cô ấy sau 3 năm thì cô ấy thấy được
tất cả cái dòng tư tục, sự đau khổ nó kéo dài không đầu không đuôi, qua chắc có lẽ là qua bốn câu hỏi của Đức Phật, cô ấy trả lời xong cô ấy đã biết được cái cách nào để chấm dứt tâm cô ấy hướng tới cái chuyện đó. Khi mà cái chết bất thình lình đến, cô ấy cũng không có chuẩn bị gì, chỉ có khi mà chết thì cái tâm mình thì nó vẫn nắm bắt được, tâm mình thì nhanh lắm. Thì cô ấy xin lại cõi trời cái sự kiên trì nghe pháp rồi thực hành những pháp của cô gái con người thời gian, thì được Đức Phật tán thán qua câu kinh pháp cú, rồi tán thán qua bốn câu hỏi của Đức Phật. Thì cô gái trả lời thì Đức Phật luôn tán thán xa thú. Thì mình thấy đây là cái tấm gương để mình học xong câu pháp cú mình noi theo, mình cũng niệm sự chết, hay là mình thực hành một cái pháp nào đó mình thích cái gì mình cứ học theo giáo pháp của Đức Phật tùy cái sự hiểu biết của mình, mình cố gắng noi gương tấm gương này thì mình sẽ là một trong số ít người đạt được điều gì đó. Xin xuống mic. Không biết quý vị đạo hữu có chia sẻ gì thêm thì giơ bàn tay lên, mình tiếp tục theo cái sự hiểu biết của mình thôi. Rồi mình nói. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thứ huynh chính ngộ. Dạ, con cảm ơn cô Kim rất là nhiều khi mà cô Kim và huynh chính ngộ đã chia sẻ bài học ngày hôm nay. Cũng còn có ít phút nữa thôi. Theo như cô Kim nói thì cô Metta là vào trước cô Kim. Cho nên là con thì con không biết bởi vì sao? Bởi vì con vào là con đã thấy hai cô rồi, mà hai cô thì nhiều tuổi nhất ở trong cái Zoom này và cũng được học hỏi rất là nhiều, cho nên là con thì con lại không biết là cô Kim vào trước hay cô Metta, nhưng con vừa thấy cô Kim chia sẻ là cô Metta vào Zoom trước. Dạ vâng, rất là tuyệt vời, con xin phép là dừng mic lên cô Metta để cô Metta có đôi lời chia sẻ và thảo luận đề tài bài học ngày hôm nay nhé. Con xin kính dâng mic đến cô Metta. Tha thứ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, dạ, Nam mô Tham Ma, dạ, Nam mô Sang Kha, dạ. Dạ, cảm ơn Pháp Nguồn, cảm ơn cô Kim, dạ, cảm ơn Vinh Chánh Ngộ, dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Dạ quý vị ơi, hổm rày sau không biết có một cái nick nào mà hễ khi nào mà cái gì đó, thì Metta bị che án lại còn có chút xíu mà còn nhiêu nó đen thui mà Metta không biết là của vị nào. Vậy thì xin vị nào đó mà chưa có tắt cái webcam hay gì đó thì xin tắt dùm. Chứ như hiện giờ thì cái màn hình của Metta còn có chút xíu à. Xin quý vị nào đó xem lại giùm nha. Metta, mà nếu mà Metta thấy như vậy mà có bữa Metta lại tắt nguồn rồi vô lại á, thì có khi nó thôi nó trật ruột hoài luôn. Thành ra giờ bữa nay Metta không dám tắt nguồn. Metta để vậy luôn. Dạ thôi thì như cô Kim nói khi nãy đó, thì cảm ơn cô Kim rất là nhiều đã nhắc lại cái tích sự mà Huynh Chánh Ngộ đã đọc. Nhưng mà cái tích sự hôm nay quý vị trong đạo tràng có nhìn nhận là nó dài quá. Thì với cái trí tuệ của Metta đó, bây giờ nhiều tuổi rồi, thành thử ra là
nghe rồi lỗ tai bên đây nó qua bên kia, nó còn ở lại rất là ít. Nhưng mà nhờ cô Kim nhắc lại khi nãy thì Meta cũng nhớ được thêm. Cảm ơn cô Kim rất là nhiều. Về phần cô Kim nói rằng Meta vào room Phật giáo Nam Truyền này trước cô thì đúng là năm nay Meta vào năm 2017 mà vào tháng 8. Thì hôm nay thì thật sự ra là đúng 5 năm thì vào trước cô. Nhưng mà mỗi người cái sự hiểu biết, cái sự tiếp thu giáo pháp của Đức Phật á, thì tùy theo cái duyên, cái phần của cái người đó, chứ không phải vô lâu mà được nhiều hay là được hiểu biết tốt hơn, nhiều hơn những người vô sao. Mấy ta thật sự mà nói rất là tán thán những gì vô sao, như là cô Tina Nguyễn chẳng hạn, hay là cô Nhung Phạm, hay là Huynh Giang Nhật Hà và một số quý vị khác nữa. Mấy ta thấy là mới vô sao trong cái thời dịch bệnh này thôi, mà quý vị đó tiến bộ rất là xa do so với mấy ta, chứ không phải là lớn tuổi rồi vô lâu rồi là khá hơn, là giỏi hơn những người vô sao đâu quý vị. Như Meta vô trước cô Kim, nhưng mà cô Kim thì Meta nhớ không lầm là nghe cô Kim nói là cô Kim đến với Phật giáo Nam Truyền nay đã 8 năm rồi, và cô Kim rất là giỏi. Quý vị có công nhận không? Cô Kim rất giỏi thì không phải vào trước mà giỏi hơn hay hơn những người vô sao đâu quý vị. Thôi thì cũng không còn bao nhiêu nữa, thấy còn 15 phút. Thì Meta cũng xin chia sẻ chút ít về cái câu pháp cú 174 này. Và đây cái cô gái của người thợ dệt 16 tuổi này, đúng là cô này đã có tu tập rất là lâu và cũng đã có ba la mật chín mùi rồi, cho nên Đức Thế Tôn ngài quán xét, ngài thấy là cái duyên của cô này đã tới. Cho nên khi mà cô này đến thì Đức Phật đã thuyết giảng về cái sự chết, tùy niệm về sự chết, và khuyên những người đang ở trong đạo tràng nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng đó, nên tu tập về sự chết. Bởi vì có tu tập về sự chết thì như ngài đã nói là rất là tốt. Cho đến khi mình cận bước thì mình không có sợ, mình không có kinh hoàng, mình không có sợ hãi, mà mình rất là bình tĩnh, mình tâm mình được an, mình không có bấn loạn. Như những người mà thấy con rắn độc thì sợ hãi, rồi lo chạy, rồi lo như thế này thế khác. Nói chung là nếu chúng ta có tu tập về cái sự chết, quán niệm về sự chết thì rất là có lợi cho chúng ta. Chúng ta sẽ không quá sợ hãi khi mà đến cái lúc mà cận tử. Và thì cái cô này, cổ đã có nhiều ba la mật chín mùi rồi, cho nên cổ tu tập. Khi mà nghe Đức Thế Tôn giảng dạy như vậy thì cô tu tập suốt 3 năm trời về cái đề mục là quán niệm về sự chết. Rồi chính vì vậy mà đến lần gặp thứ hai thì khi Đức Thế Tôn hỏi cô thì cô rất là có trí tuệ, cô trả lời đúng những cái câu hỏi y như là Đức Phật đã muốn hỏi cô. Cho nên chính vì vậy mà Đức Sa Thú và cô đã đắc được quả tu Đà Quần. Khi mà Đức Phật thuyết lên câu này thì cô đã đắc được tu Đà Quần. Rồi cô đi về nhà. Khi mà cô về nhà, cô xách giỏ cô về nhà thì cô gặp cha cô đang ngủ. Rồi nhưng mà cái giỏ đó nó đụng vào cái máy dệt, cái khung cửa dệt, thì người cha mới thức dậy và như quán tính
người cha đụng phải vào cái cây cần của cái máy giặt thì đúng vào cái ngực của cô, rồi cô chết. Thì người cha buồn khổ khóc người con gái mà đã từng ngoan hiền làm đúng theo những lời cha cô đã dạy như vậy, mà bây giờ vì một cái lý do ngoài ý muốn của người cha mà cái người con gái đã chết, thì ông rất là buồn khổ khóc lóc. Và ông đến ông gặp được Đức Phật để nhờ Đức Phật giảng dạy để cho ông bớt đi cái đà buồn khổ. Thì Đức Phật đã nói với ông thợ dệt này là trong cái kiếp luân hồi thì cái sự buồn khổ của ông đó, nước mắt của ông là cũng rất là nhiều. Ông khuyên ông đừng có buồn khổ như vậy nữa. Thì ông nghe ông dơi đi và ông thấy rằng ông xin Đức Phật là ông được được Đức Phật cho tu. Thì rồi ông tu một thời gian, rồi ông tinh tấn tu tập thì ông cũng đắc được quả A-la-hán. Thì như vậy qua cái tích sự này thì Metta thấy rằng đúng là hai cha con cũng là những người có tu tập từ trước, những người có cái duyên từ trước nên mới gặp được Đức Phật và được Đức Phật thuyết giảng. Người con thì được đắc vào dòng thánh tu đạo quần, còn người cha thì về cái duyên, về cái đây cũng là một cái khiến cho ông là người con gái chết, rồi đây là đưa đến để ông xin tu tập. Và rồi ông tu tinh tấn tu tập và ông cũng đắc được đạo quả A-la-hán. Thì đây là một cái điều hết sức là đáng để cho chúng ta thấy rằng chúng ta tu theo giáo pháp của Đức Phật thì có quá nhiều lợi lạc, có chúng ta sẽ từ từ chúng ta sẽ có được trí tuệ, và chúng ta sẽ kiếp này chưa được thì kiếp sau, kiếp tới nữa thì chúng ta sẽ có được nhiều lợi lạc và có thể chúng ta sẽ đạt được đạo quả giải thoát. Và nhất là qua cái tích sự này thì cũng như từ lâu rồi Metta đã bao giờ cũng nghĩ đến cái sự chết hết quý vị, bởi vì mình đã quá lớn tuổi rồi và đã chứng kiến thân bằng quyến thuộc từ ông bà cha mẹ đã hai lần chứng kiến ông nội bà nội rồi bà ngoại đã ra đi, rồi cha đã ra đi, mẹ ra đi, rồi bà con cô bác đã ra đi, rồi bạn bè đã ra đi. Và gần đây trong mấy tháng nay thì Metta cũng đã từng đi được hai cái đám tang. Thì bao giờ Metta cũng nghĩ đến là mình cũng sắp chết, không có ai mà sống mãi được. Đức Phật đã nói như vậy rồi, ai cũng trên đời này rồi là cũng kết thúc bằng sự chết. Thì Metta nghĩ rằng bản thân Metta cũng không thoát khỏi đâu, thì cũng sẽ ra đi thôi, nay mai gì đó, hay là một tuần tới, một tháng tới, hay một năm tới gì đó rồi cũng phải ra đi. Cho nên Metta luôn luôn là và hơn nữa ngày nào thì thường là vào cái room này thì quý vị đọc kinh lễ bái Tam Bảo thì đa số là gì nào cũng đọc về cái năm điều quán tưởng của Đức Phật. Và Metta đã thuộc lòng cái năm điều quán tưởng đó rồi, quý vị ơi. Thuộc lòng rồi từ lâu rồi. Từ khi mà biết được cái năm điều quán tưởng đó thì Metta đã cố gắng học thuộc lòng từ Bali cho đến tiếng Việt. Và hầu như ngày nào Metta cũng có đọc năm điều quán tưởng của Đức Phật. Và Metta nhớ như vậy cho nên quyết tâm là tu tập
để khi ra đi có thể được có sự bình tĩnh, không có được hoảng sợ, không có được kinh sợ, không có được mà tán loạn. Metta cầu mong là như vậy. Thì Metta cũng xin chia sẻ chút ít điều này, và xin quý vị trong đạo tràng là có điều gì mà không có đúng hay là có điều gì mà không vừa ý thì xin quý vị cũng bỏ qua cho. Dạ, thì xin Metta có bao nhiêu điều chia sẻ đó thôi, cũng gần hết giờ rồi. Thôi, Metta xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Dạ, Metta xin trả mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, sa thứ. Thật là tuyệt vời cô Metta ơi. Còn kính tri ơn sự chia sẻ của cô Metta rất là nhiều. Chỉ còn có mấy phút nữa thôi thì cũng hết giờ rồi. Thì ban nãy Huynh Chánh Ngộ chắc là bận việc rồi, nên là nhờ cô Metta hoặc là cô Như Pháp hồi hướng buổi học ngày hôm nay. Con thì rất là cảm động trước cô Metta và cô Kim. Hai cô cũng là nhiều tuổi ở ngoài đời mà ở trong Zoom thì cũng là nhiều tuổi ở trong Zoom. Không nói về cái vấn đề là mình có thể hiểu biết hơn hay là mình người này hơn người kia về cái vấn đề học học pháp hay là chia sẻ pháp này kia, thì con không có nghĩ đến, mà con luôn luôn là kính lão đắc thọ. Hai cô thì luôn luôn là người đi trước chúng con, chia sẻ được cũng nhiều những cái kiến thức hơn, rồi thì học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn. Và ở trong những cái buổi sinh hoạt thì các cô cũng dự nhiều hơn chúng con. Chúng con thì tuổi trẻ nên là cũng bận rộn hết cái này đến cái kia, chồng con rồi đến giờ cơm nước rồi thì cũng phải chăm sóc, bởi vì trẻ con nó còn bé, nó không tự chăm sóc được cho nó. Nên con rất là cảm động trước hai cô. Hôm nào cũng vậy, vào Zoom rất là sớm, cứ chưa 4 giờ đã thấy vào rồi. Rồi thì cứ suốt từ đầu đến cuối luôn. Mà các cô rất là tinh tấn, cho nên là con rất là cảm động trước cái sự tinh tấn và sự nhiệt tình của các cô. Mà không biết là hôm nay Ngài Chí Đức bị bệnh là sao, để lát con thử hỏi thăm Ngài xem. Bây giờ cô Metta có thể tụng kinh hồi hướng và sám hối tâm bảo được không cô? Để con xin phép được xuống mic nha. Con dừng mic lên cô để cô kết thúc buổi học ngày hôm nay ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá, Nam Mô Thầm Mà giá, Nam Mô Sàng Khá giá. Thì thấy cũng còn 4 phút nữa, không biết có quý vị nào muốn chia sẻ hay là có điều gì không thì cho biết, nếu không thì Metta cũng xin đọc phần hồi hướng, phần sám hối Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, để xin thỉnh quý sư chúc phúc cho đạo tràng chúng ta đã học pháp, nghe pháp. Và còn quý vị nào có ý kiến gì nữa không? Nếu không thì cho biết, Metta sẽ đọc phần sám hối Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo để nhờ quý sư trong đạo tràng chúc phúc. Dạ, bây giờ thì dạ, chắc là không có ai có ý kiến gì nữa phải vậy không ạ? Quý vị cho biết đi. Dạ, cái máy thì bây giờ cũng màn hình nó che chắn lại. Dạ thôi, con để con coi có sư nào ở, dạ có sư Tuệ Đức ở trong, dạ có sư Phước Thạnh nữa. Dạ con xin đọc cái phần sám hối để thỉnh quý sư chúc phúc ạ. Dạ con xin đọc phần sám hối.
Uttamang ghe na hoàn đề hằng bà đa bằng sùng và Uttamang Bút thể vô khá lý tổ đồ sô bút thô khá ma tu tăng ma măng. Mà quên nữa quý vị có nghe được không quý vị? Dạ quý vị có nghe được không? Màn hình bây giờ còn có chút xíu mà không biết quý vị có nghe được không ạ? Con không thấy. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết nghe được. Thì con xin đọc tiếp. Thôi con xin đọc lại từ đầu đi. Uttamang ghe na hoàn đề hằng bà đa bằng sùng quá Uttamang bút thể vô khá lý tổ đồ sô bút thô khá mát tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cứu sinh Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng thâm mạnh cha đu vi thằng quá rằng thâm mê vô khá lý tổ đồ sô thâm mô khá mát tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng Sang khanh chú y thốt ta măng, sang khề vô khá lý tổ đồ sô, sang khô khá mát tu tăng, ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thanh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo, xa tội lỗi ấy cho con. Dạ mẹ, con kính thỉnh sư Tuệ Đức chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Dạ con kính thỉnh sư. Dạ như vậy thì quý sư đã bận việc rồi, con xin đọc phần hồi hướng luôn. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tỉnh xá ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thật nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dâng rồi xin hộ độ chư tăng.